Có cái gì leo đây? Nghẹo. Sắp hết rồi. Cái này kéo. Trời ơi, em uống cái này đi, con mỏi chân quá rồi. Mệt quá. Tí nữa mẹ ra mở cửa cho con nha. Bây giờ khóa này mẹ ra mở cửa cho con. Sao đó. Rồi, mẹ vào đi.